nếu như Giang có thắng thì chắc chắn là Giang không bao giờ nhường. Cái gì của mình nó phải là của mình, và còn cái gì không phải là của mình thì Giang là cái người mà luôn luôn tìm mọi cách để biến nó trở thành của mình. Thực ra thì với những cái người đẹp mà có những cái dấu ấn rất là sâu đậm trong lòng công chúng và đang hoạt động cũng như là ở rất là nhiều lĩnh vực, lúc đầu chương trình có rất là nhiều những suy nghĩ, và những cái tên như là Ngọc Hà, Thanh Hằng, Lan Khuê, Phạm Hương đều là trong cái tầm ngắm của chương trình. Và sau đấy thì mọi người đã định là sẽ có một cái sự hội ngộ của tất cả những gương mặt đó. Nhưng mà tất nhiên là trong năm nay thì Hương có một chút vấn đề liên quan đến việc giấy tờ, thế cho nên là không thể bay về được. Chính vì thế đội hình còn 4 người, và tất nhiên là khi mà đội hình có 4 người thì tất cả những cái luật chơi, luật loại cũng có thêm một chút thay đổi, thế nhưng mà vẫn sẽ rất là thú vị và hấp dẫn. Còn mục tiêu của ban đầu thì sẽ có đầy đủ những cái gương mặt rất là xuất sắc, có lẽ là những gương mặt để lại rất nhiều dấu ấn và thành công ở nhiều lĩnh vực. Thực ra thì cả chị Hằng, chị Hà hay Quê đều không phải là những người mà có lẽ là đã 5 năm, hơn 5 năm rồi họ không có tham gia các chương trình thực tế, và đặc biệt là các chương trình về thời trang, và đặc biệt là cái vị trí mà phải huấn luyện, tại vì nó sẽ tốn rất là nhiều những cái thời gian, cũng như là nó sẽ phải va chạm nhau, nó có sẽ những cái sự khó xử, nó sẽ có những cái sự hiểu lầm, nghĩa là khá là nhạy cảm. Và mọi người thì đều đã gần như là yến bề ra thắt hết rồi, còn con cái nữa, lúc đầu thì mọi người đều từ chối. Chỉ có duy nhất Hương Giang là người mà luôn luôn gắn liền với trên thực tế. Thì cái mà được sự thuyết phục ấy thì Giang và anh Tiến cũng không phải là mình thuyết phục bằng những cái gì nó quá cao siêu, chỉ là mọi người đều cùng một góc nhìn, đó chính là có lẽ là đã rất là lâu rồi cái hình ảnh người mẫu Việt Nam mình có thể là nó đã hơi sai lệch một chút trong lòng của công chúng. Nghĩa là với công chúng thì cái ngành người mẫu Việt Nam mình khá là ồn ào, cạnh tranh khá là dùm beng, nhưng cái hình ảnh về người mẫu trong mắt khán giả thì Giang nghĩ là nó chưa thực sự là đúng, mà phần lớn là nó sẽ là những cái góc khuất thôi. Chính vì như thế mà mọi người đều mong muốn rằng là mang đến một cái chương trình mà ở đó hình ảnh của người mẫu sẽ rất là văn minh, mọi cái cư xử, và họ sẽ có thật là nhiều hơn những cái kinh nghiệm, mà không phải là họ giỏi làm nghề là đủ. Muốn trở thành một cái ngôi sao tỏa sáng một thời gian rất dài, giống như Hà Hồ, giống như Thanh Hằng, giống như Hương Giang, giống như Lan Khuê, hay là kể cả Phạm Hương vậy, nếu họ mong muốn cái điều đó thì họ cần có những yếu tố khác nữa. Và những yếu tố đó thì bọn Giang đã trải qua rồi và biết là cần cái gì. Đôi khi là trở thành một ngôi sao nó sẽ khó hơn rất nhiều so với việc bạn chỉ là một cái người mẫu chuyên nghiệp, và đấy chính là một cái mục tiêu rất là lớn của The New Mentor. Không bao giờ có chuyện đó. Có rất là nhiều người áp lực giữa Hương Giang rằng là show này là Hương Giang sẽ thắng. Thực ra thì Giang khẳng định một lần nữa đó chỉ là Giang chỉ giúp anh Tiến trong cái công việc, đó chính là mời các chị thôi. Tại vì Giang gần như là có cái sự tương tác với cả các chị cũng như là Lan Khuê nhiều hơn so với anh Tiến. Nhưng thực chất mà nói thì mọi người quyết định mình sẽ có giàn giám khảo, và giàn giám khảo này thì hy vọng là có thể bật mí cho mọi người trong thời gian tới cũng sẽ rất là bất ngờ. Và anh Tiến, mọi người sẽ đánh giá và quyết định. Còn bản thân Giang thì Giang cũng không có ngại bất kỳ một điều gì, vì đây không là show của Hương Giang. Cho nên nếu như Giang có thắng thì chắc chắn là Giang không bao giờ nhường. Cái gì của mình nó phải là của mình, còn cái gì không phải là của mình thì Giang là cái người mà luôn luôn tìm mọi cách để biến nó trở thành của mình. Cho nên nếu như Giang đã tham gia vào thì không bao giờ có chuyện là Giang thỏa hiệp là sẽ thí sinh chiến thắng sẽ tới từ đội của chị Hà hay là chị Hằng. Nó có Giang sẽ bằng mọi cách chiến đấu để đưa thí sinh của team mình tới chiến thắng. Giang nghĩ rằng là thực ra trong con mắt của Hà Hồ hay Thanh Hằng hay Phạm Hương hay Lan Khuê chẳng hạn, thì chắc chắn rằng là họ quá dành việc mà những cái lời lẽ có cánh hay là giỏi giang cái ứng xử, thì Giang nghĩ là sẽ không vượt qua được mặt họ. Giang nghĩ cái vấn đề lớn nhất ở đây đó chính là cái sự chân thành, cái mục tiêu chính mà mình kể với họ. Họ có thể nhìn thấy được cái sự chân thành, họ có thể nhìn thấy được cái ý nghĩa sâu xa của chương trình. Đấy mới là điều quan trọng nhất. Còn dĩ nhiên là quan hệ của Giang thì cũng hẹp hẹp, cũng không rộng như mọi người đang nói đâu. Nhưng mà cũng là một lời cảm ơn, thì Giang cũng rất là cảm ơn với cả những cái lời nhận xét đó của quý vị khán giả. Giang nghĩ rằng là đủ tầm hay không thì mình cũng đã ngồi rồi. Mỗi người thì sẽ có một cái sự đánh giá riêng, và thật ra Giang sẽ không quan tâm đến những cái lời đánh giá như thế nào, mà Giang sẽ chứng minh nó bằng cái hành động của mình. Đó là một trong những cái vấn đề mà trước khi Giang ngồi siêu mẫu Việt Nam cũng vậy, trước khi ngồi The Voice Kids cũng vậy, trước khi Giang ngồi chương trình nào cũng vậy, lúc The Next Gentleman cũng vậy. Nghĩa là trước mỗi khi mà Hương Giang tham gia vào một lĩnh vực gì thì tất nhiên mọi người đều sẽ có một cái xu hướng là không biết Hương Giang có làm được không.
Thế thì Giang chỉ suy nghĩ rằng là Giang chưa bao giờ nói gì, nhưng mà Giang sẽ cố gắng nỗ lực hết sức mình để có thể mang lại những điều tốt nhất cho thí sinh của mình. Còn cái điều đó nó có đủ để thay đổi định kiến của khán giả hay không thì Giang nghĩ rằng là đấy là một điều rất là bình thường. Nếu mà mình đủ cố gắng thì mình sẽ thay đổi được một số lượng người nhất định. Nếu như có rất nhiều người họ vẫn chưa cảm thấy sự cố gắng đó là đủ thì mình sẽ có thời gian, mình sẽ chứng minh thêm. Cho nên là Giang cảm thấy rất bình thường với điều đấy và Giang tiếp nhận mọi thứ một cách rất là nhẹ nhàng. Rất là welcome, tại vì là điều đó đồng nghĩa là các bạn ý đang rất là quan tâm đến chương trình. Vừa là một niềm vui nhưng cũng là một áp lực. Áp lực có nghĩa rằng là mình phải làm tốt hơn để thỏa cái sự trông đợi của quý khán giả. Vừa là một ngôi sao nhưng cũng vừa là một nhà sản xuất thì Giang luôn luôn quan tâm đến cái chất lượng, làm sao để có thể làm hài lòng khán giả cũng như là khách hàng của mình. Cho nên là có thể hứa với mọi người là tất cả các chị em đều sẽ cố gắng mang đến một cái chương trình mà văn minh nhất, thời trang nhất. Thời trang là một yếu tố rất quan trọng, thì hy vọng rằng là cái sự giúp đỡ của tất cả những cái chương trình vui hay hài hước hay là sự quan tâm của mọi người thì Giang thay mặt cho tất cả mọi người làm chương trình rất là cảm ơn điều đó và sẽ cố gắng làm một chương trình ý nghĩa, ấn tượng, mang lại dấu ấn và khiến cho mọi người có những cái giây phút giải trí chất lượng và ý nghĩa.